sẽ xử nghiêm người đàn ông tự xưng thầy chùa ăn thịt chó. Ngày 3 tháng 3, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng của huyện đang kiến nghị xử lý và mời làm việc YouTuber quay nội dung về người đàn ông tự nhận thầy chùa ăn thịt chó ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị trực tiếp thụ lý, xử lý vụ việc là Công an huyện Củ Chi. Hiện cơ quan công an đã lập danh sách và mời một số người chia sẻ video clip trực tiếp trên mạng xã hội hay đăng lên mạng chia sẻ video clip YouTube về hoạt động liên quan tới người đàn ông Nguyễn Minh Phúc, Tâm Phúc, tự xưng là thầy chùa ăn thịt chó. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng trăm video clip xoay quanh câu chuyện nói trên. Thiện tọa Thích An Thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi, gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng làm rõ xử lý nghiêm. Thời gian qua, trên một số kênh YouTube truyền tải rất nhiều video clip ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ Phật giáo, có những phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích An Thường chia sẻ, lực lượng chức năng xác định ông Phúc sử dụng các loại giấy tờ quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nơi ở của ông Phúc tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoằng Pháp Trung ương. Ông Nguyễn Minh Phúc đã có hàng loạt phát ngôn không đúng mực, đăng tải trên các kênh YouTube là trái với truyền thống và xúc phạm nghiêm trọng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi ra văn bản, yêu cầu ông Phúc tự tháo dỡ các bảng hiệu treo tại nhà, ghi là chùa Hoằng Pháp Trung ương và tượng Phật. Nếu không chấp hành sẽ có biện pháp cưỡng chế.